ông ta kiêu ngạo nhưng lại có lòng nhân đức. Ổng không khoe khoang nhưng lại được muôn người tín ngưỡng. Ổng có thể lấy lửa mà thần ban cho nhân loại, vận dụng được cực kỳ cao siêu. Ổng có thể làm cho món ăn siêu cấp, có thể gọi là nghệ thuật của lửa. Có phải ông ta là hóa thân của thần tiên hay là sứ giả tới từ địa ngục? Không ai biết được. Nhưng mà có thể khẳng định, mỗi một người đều tặng cho ông ta một danh hiệu, đó là thần an. Chỉ nói là hóa thân của thần tiên được rồi, anh cần gì phải nói là sứ giả đến từ địa ngục chứ? Địa ngục anh có mắc nói gì tới tôi đâu. Tôi chỉ nói thêm chút bí ẩn giùm anh thôi mà. Thì vì sao? Chừng nào mới đến thì tôi muốn đây. Có chút bí ẩn của mẹ của anh hả? Trong cảnh bí ẩn trước đèn tối chỉ có ngọn đèn chiếu vào thân anh, chiếu vào thân mình, anh nó giống như con ma vậy. Anh còn cho rằng không đủ bí ẩn hay sao? Bây giờ tôi không phải quay phim khủng khiếp đâu anh bạn. Đạo diễn kêu tôi làm đó. Anh đi kiếm người giết chết đạo diễn đó giùm tôi đi. Rồi anh đi kiếm người giết chết anh giùm tôi nữa. Chỉ có thằng cha đạo diễn vô dụng như vậy mới có người đứng giới thiệu vô dụng như anh. Cả đôi bên phối hợp với nhau mới có thể hạ bại được tôi. Anh muốn phá tôi phải không? Xin lỗi nha. Lần sau tôi bảo đảm sẽ có kịch bản. Bây giờ tôi đi sửa kịch bản. Anh là cái thứ vô dụng. Anh phải nhớ là cái thằng vô dụng, anh đừng có đi ra ngoài, anh lết ra ngoài được rồi. Các vị sư phụ, các vị cần nhập rồi. Có gì